Mình đang ở ngoài phố cả nhà. Đây là người ta trưng bày Sapa Noel, rồi có chiếc xe lửa nha cho em bé đi vòng vòng ở hàng cây thông. Đó. Đây là hàng cây thông dựng tùm lum hết trơn nha, rồi xe lửa của em bé đi vòng vòng để xem Sapa Noel, ông già Noel. Đẹp không cả nhà? Đó. Noel người ta trưng bày để cho em bé ngồi xe lửa. Cả nhà thấy đẹp không? Đây là cây thông và cây thông Noel ở trước Mary nha, ở trước tòa tòa gì? Tòa thì bua thưa tòa gì quên mất tiêu rồi. Tòa thị chính nha. Ở trước Mary. Đây là mấy cây Sapa này nè. Đó. Ở dưới là người ta trải tấm bông gòn làm tuyết đó cả nhà. Ở trước Mary, ở tòa thị chính. Mình đang đứng ngay trạm xe buýt nha cả nhà. Đang đi về lạnh quá rồi. Còn lại một số người làm việc chung mình đó là người ta còn ở là bán tới 5 giờ người ta mới về. Giờ còn đang bán. Rương Phong. Em ăn cho ba ông Phong. Bà chú vớt cho bạc lê hả? Thì học sinh đó cả nhà, sinh viên. Ô ba. Giờ này là giờ học sinh ra về. Đây mấy em học sinh đây. Yeah, cả nhà.